ơi, đến và dùng trái cây với các mẹ bầu nhé. Ngon tuyệt. Ôi, các mẹ chuyển dạ ư? Nhanh tới viện thôi. Gắn lên ạ. Một em bé và một em bé. Chúc mừng gia đình. Ăn chút trái cây lấy lại sức nhé mẹ Elsa. Chào đón các bé yêu nhé. Tới nhà rồi. Ôi, nó nhỏ quá. Các em bé sẽ cần nhiều không gian hơn. Wow, đẹp tuyệt. Căn nhà trái cây là phải lấp lánh như vậy chứ. Tiếp tục nào. Nice. Quanh nhà sẽ trồng thật nhiều hoa. Tuyệt. Còn đồ đạc cũ ư? Chỉ cần dọn một loáng là xong ngay nhé. Giờ thì dán lại với dán tường nào. Tủ cũng phải thật xinh nhé. Ôi, những chiếc nôi song sinh mới yêu làm sao. Tủ sữa thì nhỏ gọn và thật tiện lợi. Yêu ghê. Phòng tắm thì có bồn này, có kệ để đồ này. Cả gương và cả khăn tắm nữa nhé. Hãy thiết kế tương tự với phòng tắm dưới nào. Thứ nào. Ôi, phòng ngủ mới tuyệt làm sao. Giường ngủ thì thật dễ thương nhé. Các phòng đều là những mảng xanh mát. Đặc biệt nhất phải kể đến chính là những thảm đồ chơi đủ màu sắc nhé. Thích quá. Muộn rồi, mẹ sẽ đưa các bé đi ngủ nhé. Chúc bé ngủ ngon. Ôi, nhìn các bạn gấu bông kìa. Cả tấm thảm đồ chơi nữa chứ. Hãy tới và cùng chơi với các bé nào. Căn phòng tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Là phòng tắm. Các bé thích lắm. Cứ thỏa thích mà vẫy nước nhé. Nhưng tắm xong thì phải làm gì nhỉ? À, là phải lau người. Các em bé tắm thật ngoan.
Giờ thì hãy để bố sắt giúp lau người nào. Ôi, tủ đồ trống không. Nhưng đừng lo, các mẹ đã có cách. Yes. Những trang phục dưa hấu siêu dễ thương đang được mẹ Rapunzel gấp rút hoàn thiện nhé. Còn những thiết kế dứa ư? Chỉ là chuyện nhỏ với mẹ Elsa các bạn ơi. Xong rồi. Tuyệt quá. Thay đồ thôi nào các bé yêu ơi. Cả nhà chuẩn bị dạo phố thôi. Cuối tuần vui vẻ nhé. Wow! McDonald kính chào quý khách. Ngồi đây nhé, hai cô gái xinh đẹp. Hãy cho tôi món này nhé. Ok. Wow, thật là nhiều món ngon. Ăn rau trộn cho khỏe nào, Rawell. Ôi, Barbie dưỡng dáng tốt quá. Cô ấy có bí quyết gì nhỉ? Tạm biệt quý khách. Goodbye. Tạm biệt Rawell. Goodbye. Tạm biệt. Goodbye. Rawell sẽ theo chân Barbie học hỏi bí quyết dưỡng dáng nhé. Chuẩn bị tắm thôi nào. Ôi, thì ra là trong khi Barbie tắm thì Rawell sẽ tìm cách lấy trộm chiếc vòng nhé. Oh yes. Ôi không, vòng đã mất rồi. Rawell sẽ đeo thử chiếc vòng xem sao nhé. Ôi tuyệt quá. Oh yes. Barbie biết lựa chọn trang phục nào bây giờ? No. Mặc tạm chiếc váy nhé. Ôi đói quá. Barbie sẽ ăn để giải tỏa căng thẳng nhé. Ha ha ha.
Barbie ơi. Ôi, Barbie có chuyện sao? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Tin nóng, Barbie xinh đẹp đã bị bắt cóc. Wow. Ôi không. Tất cả là lỗi của mình. Barbie biết trốn đâu bây giờ? Oh no. Ôi không. Đây mới chính là em. Anh mãi yêu em nhé. Cảm ơn anh. I'm sorry. Barbie, đừng giận mình nhé. Mình không cần nó nữa. Cảm ơn Barbie. Các bạn ơi, hãy cùng Darwell thiết kế riêng một chiếc váy dạ hội cầu vồng thật đẹp cho Barbie dễ thương của chúng ta nhé. Điểm sắc hồng và những sắc màu rực rỡ nào. Đính thêm nhũ và hạt lấp lánh nữa nhé. Hoàn thành rồi. Thay váy thôi nào Barbie ơi. Wow, Barbie thật là xinh đẹp. Lấy kem nhé. Mãi hạnh phúc nhé, Ken Barbie.